Hôm nay, chúng tôi thật ân phước được trình bày cuộc điện thoại sâu sắc gần đây giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và một thành viên đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, tựa đề Người dân cần các nhà lãnh đạo sáng suốt, mạnh mẽ và chân chính, phần 1 của 3 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 16 tháng 8 năm 2021. Thưa sư phụ, bây giờ mọi người đều đổ lỗi cho ông Biden về sự sụp đổ của Afghanistan, nhưng chính ông Trump là người đã khởi sự tiến trình hòa bình với Taliban để rút quân đội Mỹ về nước. Đây có phải thực sự là lỗi của ông Biden không ạ? Tôi nghĩ vậy, đúng vậy. Bởi vì đây không phải là vấn đề rút quân. Dạ, có điều là ông Trump đã tính theo cách khác. Còn ông Biden thì làm vậy với ý tưởng ngã chấp của mình. Thành ra nó đi sai hết. Ông Trump, cựu Tổng thống Trump, đã ký một thỏa thuận hòa bình với Taliban. Nhưng ông có kèm theo nhiều điều kiện để bảo vệ quân đội, trong khi họ rút quân và bảo vệ những người dân đã ở Afghanistan, cũng như những người làm việc cho quân đội Mỹ khi quân đội ở đó, và những người đã làm việc cho đại sứ quán cũng như cho quân đội như thông dịch viên, ngay cả lao công, tài xế. Ôi chào, tất cả những người này phải được an toàn, phải được bảo vệ trước khi quân đội rút đi. Và thỏa thuận hòa bình đã được ký kết hạn chót cho ngày rút quân. Được ký là ngày 1 tháng 5, nếu tôi nhớ không lầm. Nhưng sau khi ông Biden nhậm chức ở tòa Bạch Ốc thì ông làm khác đi. Ông đã trì hoãn ngày rút quân. Và trong khi đó, Taliban đã cảnh báo người Mỹ rằng họ phải giữ lời hứa và rút quân đúng thời hạn, không thì hãy coi chừng. Nhưng vì ông Biden đã không làm theo lịch trình, khiến cho họ Taliban có cớ tấn công và chớp thời cơ, và chụp lấy cớ đó để chiếm chính phủ Afghanistan và thủ đô Kabul, chẳng hạn vậy. Đây chỉ là một trong những thất bại của chính quyền họ Biden. Một trong những loạt thất bại của chính quyền Biden. Vì họ, chính quyền Biden, cứ thất bại hết lần này đến lần khác, họ làm mất lòng nước Nga một cách vô cớ. Họ gây rắc rối với Trung Quốc và họ không được sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế. Tôi có bảo quý vị trước đây rồi. Dạ đúng. Khi một sư huynh của quý vị hỏi tôi câu hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Biden trở thành tổng thống, tôi đã nói là cộng đồng quốc tế sẽ mất lòng tin đối với họ. Bây giờ như vậy đó. Vì vậy, nhiều quốc gia, những quốc gia đàm phán quan trọng, họ không tôn trọng thẩm quyền của ông Biden. Nên Iran chẳng hạn, và Đại Hàn, Trung Quốc, Nga. Tôi không thể nhớ hết, và bây giờ đến Afghanistan. Dạ, thưa sư phụ, không phải chỉ về việc làm mất lòng nguyên thủ quốc gia hoặc chính phủ của quốc gia nào, mà chính xác là Nga và Trung Quốc. Đây là hai đại cường quốc. Quý vị biết điều đó, phải không? Dạ phải. Bây giờ nếu Tổng thống của Hoa Kỳ làm mất lòng cả hai nước này, thì họ sẽ hợp lại với nhau. Hai đại cường quốc hợp lại với nhau làm cho Hoa Kỳ có vẻ nhỏ hơn. Dạ đúng thưa sư phụ. Và yếu hơn khi so kích cỡ trên bản đồ. Dạ đúng vậy ạ. Thành ra một tổng thống của bất kỳ quốc gia nào, nhất là Hoa Kỳ, không bao giờ nên thiếu khôn khéo trong việc bàn giao với nước ngoài. Dĩ nhiên, dạ, có nhiều cách để đối phó bằng quyền lực và biện pháp chính trị. Tôi nghĩ vậy đó. Cho nên chỉ là thêm một thất bại trong loạt chính sách đối ngoại mà họ đã thất bại. Nếu họ không biết cách lãnh đạo, tôi nghĩ họ từ chức đi thôi, hoặc thoái vị.
Phải, bởi vì ông giống như vua nên ông có thể thoái vị. Ông đã làm chính trị lâu lắm rồi. Dạ, thật vậy, đã rất lâu. Và hai lần làm phó tổng thống. Và lần thứ ba này là tổng thống, phó tổng thống cũng gần như nhau. Hầu như là ông cai trị cả quốc gia và đảng của ông nữa. Chỉ vì họ không tập trung lãnh đạo và suy nghĩ nên làm gì cho lợi ích của quốc gia khác, cũng như cho người Mỹ. Họ chỉ tập trung săn lùng ông Trump và những người ủng hộ ông và những việc như thế, nên họ bận rộn với điều sai lạc. À, đó là lý do tại sao. Phải, đó là lý do. Ngoài ra, với người Mexico và những quốc gia khác như Honduras và các quốc gia tương tự từ châu Mỹ Latin, chính quyền Biden dụ họ vào Hoa Kỳ và đó là một thất bại thảm hại, trở thành hỗn độn và rất nhiều bệnh tật cũng như nạn buôn lậu, buôn người, buôn thuốc phiện và đại dịch đã được đưa vào Hoa Kỳ vì sự việc đó, vì mở cửa biên giới không đúng lúc, không đúng thời điểm và không đúng cách. Thay vì làm theo cách của Tổng thống Trump làm trước đây, thì chỉ làm vì ngã chấp, chỉ để thắng, chỉ để cho thấy rằng họ đang nắm quyền, họ làm khác và rồi mọi thứ đều sai lầm hết. Đều sai lầm hết, quốc nội lẫn quốc ngoại. Trước khi quân đội Hoa Kỳ rút quân, Tổng thống Trump đã ký với họ Taliban về điều kiện để bảo vệ người Mỹ, cũng như những người làm việc cho người Mỹ. Quý vị phải bảo vệ họ, chứ không bỏ họ đi như thế. Và phải bảo vệ các văn phòng quốc tế khác, cũng như người làm việc quốc tế và người nước ngoài ở Afghanistan nữa. Đó là điều hợp lý phải làm. Bất cứ ai nghĩ về điều đó, thậm chí không cần phải là một chính trị gia giỏi mới biết điều đó. Chúng ta đã có một thỏa thuận dựa trên nhiều điều kiện, nhưng chúng ta có quân đội ở đó và chúng ta, Hoa Kỳ dưới chính quyền Biden đã rút quân đội đi trước khi rút thường dân của chúng ta ra và trước khi chúng ta rút thông dịch viên và nhiều người khác mà chúng ta muốn cố giúp đỡ. Nhưng mà tôi ưu tiên Hoa Kỳ, người Mỹ rời đi trước, nhưng chúng ta cũng sẽ giúp những người đã giúp chúng ta. Nhưng tưởng tượng coi, giờ thì chúng ta đã làm gì? Chỉ rất nhanh, chúng ta đã rút quân đội đi, phải là sao cùng, hiểu không? Rút sao cùng, mọi người đang rời đi, họ sắp rời đi, nhưng thỏa thuận đã bị vi phạm, nên tôi hoãn lại bởi vì chúng ta sẽ không làm gì hết. Vậy thôi, có điều kiện mà. Quý vị bảo vệ con người, giống như bảo vệ gia đình của chính mình. Nếu gia đình của quý vị ở đó, quý vị sẽ nghĩ cách để bảo vệ họ trước. Tất cả người Mỹ và tất cả người quốc tế, quý vị phải cố gắng bảo vệ họ trước, trước khi rút hết lực lượng an ninh ra khỏi quốc gia đó. Không chỉ người Mỹ mà các công ty quốc tế, các văn phòng, đại sứ quán và những người lính khác hoặc tất cả thông dịch viên làm việc cho các quốc gia khác ở đó nữa. Tất cả người làm việc cho các tổ chức và văn phòng quốc tế ở Afghanistan. Lẽ ra chính phủ phải có ký kết gì đó để bảo vệ những người này trước. Thay vì làm vậy, họ đã trì hoãn tiến trình để cho Taliban có cái cớ và không có sự bảo vệ nào cho bất kỳ ai, kể cả người Mỹ và người làm việc ở Afghanistan. Thế rồi họ tranh giành hỗn loạn. Họ bay tuốt đến sân bay và đợi ở đó. Và những người trong đại sứ quán phải được đưa lên máy bay từ trên nóc của tòa đại sứ. Thực sự xấu hổ. Họ không học được gì cả từ Âu Lạc Việt Nam. Vậy lợi ích gì khi có một nhà lãnh đạo như vậy? Chỉ để hại dân mình sao? Thành ra tôi đã nói với quý vị, họ nên từ chức, họ nên thoái vị, tất cả họ, tất cả nhóm này của ông Biden. Và sư phụ, họ nên làm vậy. Đáng lẽ phải để ông Trump tại vị. Ý kiến phụ nữ khiêm tốn của tôi. Dù sao thì cũng chẳng ai nghe, chỉ nói cho quý vị thôi. Bởi vì trước khi rút quân, phải có một điều kiện trong Hiệp định Hòa bình. Ông Trump đã làm tất cả điều đó để bảo vệ cho việc rút quân đội và dân chúng của ông ra khỏi đó một cách an toàn và êm thấm, cũng như những người làm việc cho người Mỹ. Khi người Mỹ còn ở đó trong 20 năm dài, quý vị hiểu ý tôi nói không? Bởi vì họ cũng sẽ gặp nguy hiểm sau khi người Mỹ rời đi. Có thể họ sẽ bị trả thù. Họ có thể bị truy lùng và bị giết hoặc bị bỏ tù. Hoặc bất cứ gì, mọi người đều sợ hãi, thông thường là vậy.
Thường là như vậy đó, không có nhiều kẻ đối lập sẽ khoan dung với phía mà họ gọi là kẻ thù. Những người này, hầu hết nếu họ có thể gây chiến với nhau, họ không sẵn lòng khoan dung người khác. Cả hai bên đều có lý tưởng của họ, thành ra họ mới đánh nhau vì quốc gia hoặc lý tưởng của họ. Nhưng một khi bên này thắng, thì họ sẽ trả thù bên kia bất kể là gì. Từ xa xưa, đã vậy rồi, mỗi lần sau chiến tranh đều như thế đó. Phải, ngay cả tại Hoa Kỳ, chỉ vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 mà bây giờ họ vẫn còn điều tra và đã bỏ tù hàng trăm người. Và họ vẫn muốn luận tội Tổng thống Trump, hoặc đang làm nhiều điều khác đối với ông và vẫn tiếp tục điều tra để làm gì. Luôn luôn nói cùng chuyện đó, những chuyện nhỏ nhặt đó, chuyện thậm chí không đáng để nhớ. Nếu đó thật sự là một vụ nổi loạn, thật sự là đảo chính, thì đã có nhiều người chết hơn rồi, không chỉ chết vì tai nạn, hoặc chết tự nhiên, theo như họ đã điều tra. Nếu thật sự đó là một vụ đảo chính thì nhiều người đã mang theo vũ khí hơn, hoặc sẽ có đụng độ nhiều hơn với cảnh sát, tất cả họ đều đi tay không. Họ cứ gắn cái mác bạo loạn cho ngày 6 tháng 1 đó và vu khống cho ông Trump để họ có thể tiếp tục hạ uy tín ông. Bởi vì họ sợ ông, tôi nghĩ vậy. Không chỉ ghét mà còn sợ. Dạ đúng, rất sợ ông. Bởi vì tài khoản xã hội của ông có 88 triệu người theo. Dạ đúng, người dân thương ông, phải trước đây người dân thương ông và họ vẫn còn thương. Họ vẫn còn thương. Vì vậy, ông Biden chỉ ra lệnh rút quân và kéo dài thời gian rút quân, ý nói qua khỏi thời điểm đã hứa. Dạ đúng. Và rồi không ký bất kỳ điều kiện nào với Taliban. Không có điều kiện gì cả, cho nên Taliban không cần phải giữ lời hứa với ông Trump, quý vị thấy không? Đây là một tổng thống khác. Taliban chỉ làm những gì họ muốn và họ đã quá nhanh. Hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng, họ chiếm cả quốc gia, hầu như ngay lập tức, họ đã ở trong dinh tổng thống. Và tổng thống của Afghanistan đã trốn chạy khỏi đất nước rồi. Và nhiều người đã trốn chạy khỏi đất nước. Quân đội Afghanistan cũng trốn chạy khỏi đất nước. Và các nhà báo, thông dịch viên và tất cả những người đã làm việc với người Mỹ trước đây, họ đã lẩn trốn. Họ nói tôi sắp chết rồi, tôi sẽ chết. Họ rất sợ hãi. Cứ làm mà chẳng có điều kiện tiên quyết nào. Hoặc không suy ngẫm cẩn trọng, không có gì như thế. Thế này thật sự là mời người ta giết người Mỹ và những người khác có liên quan tới người Mỹ. Điều này thật sự rất đáng buồn và tôi cũng rất lo lắng cho những người này. Dạ sư phụ, hãy tưởng tượng nếu đó là quý vị, đột nhiên quý vị không có sự bảo vệ, không có việc làm, không có bảo vệ và đối mặt với những người gọi là kẻ thù, trời ơi, ai mà không sợ chứ? Không chỉ họ mà còn gia đình, bạn bè của họ và tất cả những người quen cùng chịu với nhau. Trong vài tháng qua, chúng tôi để ý thấy hai thông dịch viên bị giết, trốn nấp trong tuyệt vọng. Cựu thông dịch viên này và gia đình anh cầu xin được đưa sang Vương quốc Anh. Anh nói rằng làm việc với quân đội Anh một năm ở Afghanistan có nghĩa là sợ hãi Taliban cả đời. Trong những tháng tới, Taliban sẽ bắt tôi, rồi sẽ nhanh thôi. Họ sẽ tìm thấy tôi, họ sẽ giết tôi. Họ sẽ thảm sát và chặt đầu tôi và gia đình tôi. Cô có vẻ rất hoảng sợ, đúng vậy, căng thẳng quá. Không dễ dàng đối với một người làm việc rất nhiều với những tổ chức quốc tế, có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với những tổ chức quốc tế và bây giờ thì không một ai trong họ giúp tôi nghĩ về tương lai của tôi, con gái của tôi. Điều gì sẽ xảy ra với chúng nếu người ta giết tôi? Hai đứa con gái không có mẹ. Danh từ thông dịch viên là rất tệ ở Afghanistan rồi. Người ta rất ghét, đặc biệt là những người biết tôi làm việc cho quân đội Anh, cho các lực lượng liên minh. Họ sẽ trả thù. Vì vậy, họ sẽ giết chúng tôi, họ sẽ chặt đầu chúng tôi vì lý lịch quá khứ của tôi, vì sự phục vụ của tôi trước đây cho quân đội Anh. Vì vậy, đó là một thất bại thực sự. Tôi nghĩ họ đổ lỗi cho ông Biden là đúng. Dạ hiểu. Đó là chính sách rất thiếu khôn ngoan. Dạ đúng. Họ không tập trung vào điều phải, lý do là vậy. Họ tập trung vào việc trả thù, đó là lý do, và điều đó cũng tồi tệ. Vì mọi người sẽ nghĩ họ rất tiểu nhân, nhỏ mọn. Dạ đúng. Một mặt, họ cứ nói, ồ, hãy đoàn kết nước Mỹ, tôi vì tất cả người Mỹ,
Nhưng mặt khác họ đang săn đuổi cái gọi là những kẻ thù không tồn tại, những kẻ thù không hiện hữu. Họ mới là kẻ thù, họ tạo ra kẻ thù. Không chỉ đổ lỗi cho tổng thống hoặc chính phủ thôi, cũng là nghiệp của con người. Dạ, thói quen của con người và lối sống của con người, họ không thay đổi. Họ không thấy tương lai xa hơn. Họ chỉ nhìn thấy rất gần bên và... Ngay cả ăn thuần chay, chẳng lẽ khó lắm sao? Dạ, rất đơn giản. Khó thế nào được chứ, họ không mất gì cả. Nhưng họ không làm. Ồ, bây giờ nhiều người đang ăn chay, nhưng nếu do chính phủ khởi xướng thì vẫn tốt hơn. Dạ vâng, họ ban hành nhiều luật mà nó không cần thiết và có hại như đề xuất gì đó. Rằng ai cũng có thể đi vào bất cứ cửa hàng nào và trộm cắp đồ đạc, vậy mà họ có thể ký thành luật. Nhưng để ký thành luật cho mọi người ăn thuần chay và cấm tất cả thịt thì họ không làm. Vì chính họ không thể bỏ miếng thịt đó xuống, vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích thế giới. Dạ vâng, chỉ nghiện thịt thôi. Thịt và tất cả những thứ đó họ không thể bỏ xuống, thành ra cho đến nay họ vẫn không thể ký điều đó thành luật. Thưa sư phụ, trong một tuyên bố gần đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đổ lỗi cho sự khai thác than và nhiên liệu hóa thạch, chứ không phải ngành chăn nuôi, vốn là lý do chính gây ảnh hưởng tai hại cho nạn hâm nóng toàn cầu. Tại sao ông chỉ nói tới CO2 mà không phải khí mê tan là nguyên nhân gây hại nhất, dù có tất cả bằng chứng khoa học? À, tôi đã rất thất vọng rằng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhân tiện nói về điều đó. Ông đổ lỗi cho các ngành công nghiệp và mỏ than và tất cả những thứ đó. Đây không phải là nguyên nhân chính gây hâm nóng toàn cầu. Ý tôi nói là một trong những yếu tố, nhưng nhỏ hơn. Và vẫn còn thời gian để giải quyết. Khí mê tan thì không còn thời giờ. Khí mê tan từ động vật là động lực hàng đầu gây hâm nóng toàn cầu. Mọi người đều biết vậy và ông ấy phải biết điều đó chứ, nhưng ông ấy phớt lờ đi. Chỉ để ông có thể tiếp tục thưởng thức thịt rượu như trước đây. Không biết xấu hổ, thật không biết hổ thẹn. Tôi không còn chút tôn trọng nào với những loại lãnh đạo này nữa. Tôi rất thất vọng và rất đau lòng. Vì họ đang hại người. Họ không nói sự thật, họ không ủng hộ sự thật. Họ đang hại người dân, họ đang hại địa cầu. Họ là những người đáng trách, không phải những người công nghiệp hay những thợ mỏ than nghèo nàn, liều mạng, đi sâu vào lòng đất, đào cái gì đó ra để kiếm sống. Quý vị hiểu tôi nói không? Dĩ nhiên, mỏ than, than và dầu diesel và này nọ, không tốt lắm cho không khí, nhưng nó không giết người như khí mê tan. Và khí mê tan thì đến từ ngành chăn nuôi. Có lẽ họ không thể bỏ miếng thịt đó xuống, hoặc bất cứ thịt động vật đẫm máu nào khỏi miệng họ, hoặc họ nhận hối lộ từ ngành chăn nuôi. Tôi không biết trường hợp nào, hoặc có thể cả hai. Nếu không, thì không thể giải thích tại sao. Tại sao vì tất cả sự an toàn trên thế giới, vì lợi ích của tất cả trẻ em và tất cả con người trên địa cầu, tại sao họ thậm chí không thể đề cập đến thịt? Công nghiệp chăn nuôi là nguyên nhân tạo ra khí mê tan. Và khí mê tan là động lực hàng đầu thúc đẩy biến đổi khí hậu, hâm nóng địa cầu và hủy diệt thế giới của chúng ta. Hiểu không? Dạ hiểu. Cho nên tôi mới nghi ngờ. Tôi nghĩ là cả hai, có thể họ không thể bỏ xuống miếng sản phẩm động vật đó, thịt động vật đẫm máu hoặc đang nhận hoặc đã nhận hối lộ từ công nghiệp thịt và ngành chăn nuôi. Thành ra là vậy. Dạ đúng. Nói tới điều này, tôi tự hỏi các vị lãnh đạo nam nữ, những người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của công dân của họ, những chúng sinh đồng cư của họ, họ thuộc loại người gì mà có thể thấy tất cả đau khổ này và nỗi đau xung quanh họ trên thế giới mà vẫn không động lòng? Họ không xúc động vì đồng cảm hoặc đau buồn, hoặc có lòng trắc ẩn đối với những chúng sinh ở trong tình huống này. Con người cũng như động vật. Tôi tự hỏi họ là loại người gì đây? Và chỉ theo đuổi những thứ nhỏ nhoi,
báo thù nhỏ nhen hoặc bất cứ công việc thấp hèn gì mà họ đang làm, bất cứ ý định gì họ đang nuôi dưỡng trong đầu họ, mà không làm công việc của họ như một nhà lãnh đạo của thế giới và của quốc gia họ, của cộng đồng họ, của tổ chức họ, của bất cứ gì. Nhất là Liên Hiệp Quốc, họ được cho là các nhà lãnh đạo của thế giới. Điều đó khiến tôi thắc mắc và tôi chắc rằng nhiều người cũng thắc mắc như thế. Quý vị có nghĩ vậy không? Dạ có, thưa sư phụ, con đồng ý. Tôi không thể tin được điều này, bởi vì lần trước chúng ta đã xem báo cáo rằng Liên Hiệp Quốc và tất cả các quốc gia đã ký hiệp định rằng họ phải giảm thịt. Và rồi bây giờ đột nhiên họ lại thay đổi giọng điệu như đổ lỗi cho những người khai thác than hoặc những người làm công nghiệp. Tôi thật không thể hiểu nổi. Dạ, không hợp lý. Không, không hợp lý chút nào. Dường như họ chỉ lo cho bản thân và quyền lực của họ, địa vị của họ, và không hề quan tâm đến việc ai chết, ai sống. Thực sự, tôi không muốn nói, nhưng thực sự đáng kinh tởm, thực sự gớm ghiếc. Tôi không còn lời nào nữa. Thật vậy. Dạ vâng, thật khủng khiếp. Cảm giác ghê tởm. Cảm giác hết sức kinh tởm. Không những tâm họ không cảm thông trước sự đau khổ của những chúng sinh khác xung quanh họ hoặc trong nhà máy chăn nuôi, mà vẫn tiếp tục ăn thịt thú vật, uống máu thú vật và gọi đó là thức ăn và hưởng thụ trên sự đau khổ của chúng sinh khác. Điều này vượt ngoài bất kỳ sự hiểu biết nhân đạo nào. Họ không phải là người có đạo. Mặc dù họ nói đi nhà thờ này nọ kia, toàn là giả tạo. Quý vị hiểu tôi nói không? Tất cả đều là giả tạo, đều là công việc của Satan cả. Tôi không thể tưởng tượng người nào mà có thể làm tất cả những điều này, có thể làm ngơ trước sự đau khổ và hưởng thụ nó, với cái giá là sự đau khổ, đau đớn và thống khổ của chúng sinh khác, loài người hay loài vật. Quý vị hiểu không? Dạ hiểu, điều này thật sự khủng khiếp. Đó là điều khiến tôi đau lòng, phải sống trong thế giới này với loại gọi là con người này. Tôi không nói vòng vo nữa, tôi bảo quý vị rồi, tôi không tôn trọng loại người này chút nào. Tất cả họ nên từ chức. Tất cả nhà lãnh đạo này nên từ chức bởi vì họ giả tạo, họ không chân thực, họ không thành thật với chính họ và với chứng cứ khoa học. Quý vị hiểu tôi chứ? Dạ hiểu sư phụ, đúng vậy ạ. Rồi đừng hỏi tôi thêm về điều đó, nếu không tôi lại tức giận nữa. Quý vị biết tôi đang tức giận. Minh sư thuần chai nóng giận. Ngài có quyền tức giận thưa sư phụ, tôi rất đau đớn. Tôi đau đớn bởi vì người ta đang chết. Không phải bởi tất cả thảm họa xảy ra thường xuyên hơn bây giờ, mà còn bởi vì COVID-19 và những gì sắp đến. Luôn có nhiều chết chóc hơn mỗi ngày. Trước tiên chỉ là COVID. Và rồi họ có vaccine. Và rồi bây giờ họ phải đuổi theo 100 biến thể khác nữa mà sẽ gây chết người hơn và dễ lây nhiễm hơn và lan tràn nhanh hơn. Dạ sư phụ, quý vị nghĩ tôi cảm thấy thế nào? Thật nản lòng quá. Và thật tức giận với những loại lãnh đạo ngu ngốc này. Thật vậy, họ không ngốc. Họ không ngốc đâu. Họ chỉ quá thoải mái. Họ không bận tâm là người ta đang chết, hoặc họ không bận tâm là thế giới đang xuống dốc. Chỉ vì họ không thể bỏ miếng thịt đó xuống, vì thế họ phải làm ngơ. Họ nói ngược lại, đổ lỗi cho gì đó khác, thay vì đổ lỗi cho thịt. Dạ thưa sư phụ, bởi vì chính họ không thể bỏ nó xuống. Đó là như thế. Tôi nghĩ đó là hèn nhát. Còn điều gì khác không? Dạ, con có một câu hỏi khác. Liên quan đến những người nhập cư Mexico đã bị đuổi khỏi Hoa Kỳ. Đây có phải là giải pháp đúng đắn không, thưa sư phụ? Biết làm gì đây? Dù điều đó không đúng, thì cũng đã quá muộn để sửa sai. Đáng lẽ họ phải làm theo cách ông Trump xử lý trước đây. Tôi đã đọc đâu đó rằng một tòa án đã ra lệnh cho ông Biden quay trở lại chính sách ở lại Mexico của ông Trump trước thời ông Biden. Tôi hy vọng họ sẽ làm điều đó, bởi vì họ chỉ công khai mời mọi người vào mà không lo liệu những hậu quả, nhất là giữa đại dịch. Và bây giờ đại dịch thậm chí đang gia tăng như tòa nhà chọc trời ở Hoa Kỳ.
Và người ta đổ lỗi cho người nhập cư khi người nhập cư vào đó, chính quyền Biden chở họ đầy các xe buýt rồi thả họ xuống bất kỳ chỗ nào trên khắp nước Mỹ. Làm sao biết được ai trong số họ đang mang biến thể Delta này vào quốc gia và lây nhiễm thêm cho nhiều người, bởi vì đại dịch đã giảm xuống rồi. Và người ta đang vui mừng và nhiều tiểu bang đã mở cửa. Và rồi bây giờ bỗng nhiên trở nên chết chóc còn hơn trước đây nữa. Và hiện nay đã mất kiểm soát, ngay cả trẻ em cũng bị ảnh hưởng, trước đó trẻ em bị ít hơn. Dạ đúng rồi. Họ thậm chí nghĩ là trẻ em sẽ không bị nhiễm COVID-19, nhưng bây giờ bệnh viện đầy rẫy trẻ em. Tôi đọc trên bản tin. Chúng không tha trẻ em nữa. Bởi vì cái này, họ gọi là chủng Delta, rất dễ chết người và lây lan quá nhanh và nó không tha bất kỳ ai bây giờ nữa. Ngay cả những người đã được tiêm chủng 2 mũi đầy đủ cũng chết. Một số giáo viên đã chết, dù đã được tiêm chủng. Một số y tá hoặc nhân viên y tế khác trong bệnh viện đã chết. Thậm chí chết cùng với nhau. Tình trạng đang tệ hơn. Tôi hả? Dạ, virus này thật tệ bạc khi mời người ta tới, rồi sau đó đột nhiên quay ngoắt lại và nói cút khỏi nhà tôi. Dạ, khiến người ta cảm thấy thế nào? Và bây giờ, chính phủ của Mexico bị áp lực để nhận người Mexico trở lại. Không đơn giản như vậy. Kiểu như được, họ nhận lại những người này. Không phải như vậy. Nhận họ lại có nghĩa là có thể họ không có nhà nào nữa để quay về. Và họ có lẽ đã bán tất cả mọi thứ để đưa cho kẻ buôn người hoặc bất cứ gì để họ có thể đến Hoa Kỳ. Và bây giờ đột nhiên họ trở lại, không nhà cửa, không việc làm, không có gì cho họ, và sau đó chính phủ Mexico phải chăm sóc họ nữa. Và trong khi ấy, bởi vì sống lẫn lộn với nhau như vậy, không có nhiều phòng ngừa, có thể họ mắc bệnh. Nhiều người họ bị bệnh nặng hơn bình thường. Và bây giờ, lại một điều khác phải đối phó, và nếu Mexico đã nghèo rồi, đến nỗi người dân phải muốn đến nước Mỹ, rồi bây giờ quốc gia đó còn bị làm cho nghèo hơn, phải chăm sóc hàng ngàn người trở về nước, và phải chăm sóc cho họ mà không có, tôi không biết họ có cơ sở phương tiện nào không, dĩ nhiên là họ không có, không phải bất ngờ như thế. Điều này thật là tệ hại khi quý vị chỉ làm mà không có trí huệ, không nghĩ tới hậu quả, bởi vì đó là chuyện sẽ xảy ra. Nếu quý vị mở cửa biên giới mà không có điều kiện gì, không có bất kỳ quy chế gì, bất kỳ trạm kiểm soát, bất cứ gì, bất kỳ cơ sở nào, bây giờ họ bị đuổi đi hết, bị đá ra khỏi nước Mỹ và chính phủ Mexico phải chịu tất cả gánh nặng này. Nhiều vấn đề hơn. Bất thình lình, ngoài dịch bệnh COVID-19 đang tăng và mọi thứ khác xảy ra cho quốc gia của họ rồi, đó là một gánh nặng rất lớn và cũng là chính sách ngoại giao rất tệ và cách xử lý nhân đạo rất tệ. Tôi nghĩ tất cả họ nên từ chức, những người đứng đầu này, bắt đầu với ông Biden. Và sau đó là, ai đó. Bà Harris hoặc bất cứ ai, bà Pelosi, tất cả họ không làm gì tốt cả. Từ khi tôi biết bất cứ tin gì về họ, họ không làm gì tốt cả, họ đã không làm gì tốt cả. Họ không làm bất cứ gì thật sự với trí huệ cả. Tôi không biết tại sao họ ở đó. Dĩ nhiên vào lúc này lực lượng phủ định vẫn còn kìm kẹp. Túm lấy người ta và thế giới. Dạ đúng. Do đó, gần đây chúng ta có nhiều thảm họa hơn bao giờ hết và thế giới trở nên nóng hơn bao giờ hết, vượt kỷ lục, vân vân và vân vân. Và đại dịch. Và hết virus này đến virus khác. Một số căn bệnh hiếm thấy cũng xuất hiện một cách bất ngờ và một số căn bệnh cũ cũng trở lại, và quý vị hiểu ý tôi nói không? Dạ hiểu. Cách tôi thấy không biết nữa. Nếu người dân thế giới không sám hối và không thay đổi lối sống của họ thì tôi thấy không có lối thoát. Ngoại trừ nếu trong tâm họ thật sự sám hối thì có lẽ tôi có thể giúp để linh hồn họ không bị đọa địa ngục. Tôi chỉ có thể làm thế thôi, bằng không để tranh luận với những người trần tục này và nhất là mấy nhà lãnh đạo hàng đầu của thế giới. Tôi thật quá lười, tôi quá lười, tôi không muốn lãng phí thời gian của tôi thêm nữa. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Họ thật không có khả năng và họ hèn nhát. Dạ đúng, đó là điều tôi nói quý vị biết. Họ chỉ làm việc vì sự tiện lợi, vì để có danh tiếng tốt, là người tốt, và rồi tránh né vấn đề chính. Như Kabul, thủ đô của Afghanistan, đang sụp đổ, còn Tổng thống Mỹ thì đi nghỉ mát ở nơi nào đó. Và Bộ trưởng chính hàng đầu
thì không có nhà, vắng mặt. Đại khái như thế đó. Và chủ tịch hạ viện thì im lặng, không nói gì hết. Không liên lạc được ai cả, trong khi họ cần phải giữ liên lạc. Dạ đúng, họ hoàn toàn vô dụng, nói quý vị biết. Thưa sư phụ, đây là những chủ đề rất nhạy cảm. Đúng vậy, tôi đang mạo hiểm tính mạng để nói với quý vị sự thật như thế bởi vì tôi quá tức giận bên trong. Tôi rất khổ não, thật vậy, đúng là từ ngữ đó. Tôi rất khổ não cho tất cả những người vô tội, những ai đã bị lừa dối. Không có nhà lãnh đạo mạnh mẽ thật sự để giúp họ trong lúc khó khăn. Trong thời gian thật sự cần thiết. Dạ, đây là thời điểm các nhà lãnh đạo nên bước ra và nói, nhìn đây, vì lợi ích. Vì lợi ích của thế giới chúng ta, vì lợi ích của con cái chúng ta phải thay đổi thói quen. Ăn thịt của mình thành lối sống thuần chay. Điều đó rất đơn giản. Dạ đúng vậy. Người ta sẽ không giết họ, dù họ nói thế, dù họ ban hành luật như vậy. Người ta sẽ không giết họ. Người dân có thể không nghe, nhưng ít ra họ nói điều gì đó đúng đắn và là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Nhà lãnh đạo sáng suốt. Để dẫn dắt mọi người đi đúng hướng để cứu sinh mạng họ. Vậy mà không làm. Họ không làm bất cứ gì như thế. Chỉ lo về tấm thân nhỏ nhoi của họ. Tôi thật sự đau khổ, quá đau khổ. Đến nỗi không màng đến sự an toàn của tôi. Nên tôi đã nói với quý vị tất cả điều này. Cảm ơn sư phụ đã nói lên điều đó và cố gắng hết sức để thức tỉnh con người. Ồ, đừng cảm ơn tôi cưng. Tôi rất rất chán nản. Tôi quá cảm thấy chán nản với thế giới này. Ước gì chúng ta có thể làm được nhiều hơn. À, còn làm được gì nữa đây? Chúng ta, hai phụ nữ. Không có khí giới, già, yếu. Xương tôi đang đau nhất. Tim tôi còn đau nhất hơn là xương nữa. Ôi, sư phụ. Cô không biết đó thôi. Tôi không ngủ được, ăn không ngon và khóc rất nhiều. Và hôm nọ, nơi tôi ở, căn nhà nhỏ, căn nhà 2m, 4m bị nước ngập. Và tôi tưởng tôi sẽ... Lúc đó tôi xác định, nghĩ rằng, ồ, mình đang ở Amsterdam sao? Ôi trời ơi, ôi sư phụ, tôi đang ở Hà Lan hay sao? Amsterdam, ở dưới nước hay là... Bởi vì lội trong nước. Để ra khỏi đó. Bây giờ thì ổn rồi, ổn rồi. Có lẽ chỉ là mưa quá nhiều trong một lần. Và căn nhà xây không được tốt lắm. Đó là một nơi cũ và rất nhỏ thôi, như một nhà kho và thấp sát đất, không có độ cao nào cả, cho nên nước sẽ ngấm vào trong hoặc từ dưới đất và từ ngoài chảy vào. Cửa không thể ngăn được nước, quý vị biết mà. Và sàn xi măng mỏng sẽ không ngăn được nước tràn lên từ mặt đất khi nó bị ngập quá nhiều. Không sao, tôi vẫn còn đây, không bị trôi ra đại dương. Bằng không cũng không khó lắm, vì tôi quá nhỏ người. Thấy đó, tôi vui là đang nói chuyện với quý vị, đang cười, nhưng rất buồn khi nhìn thấy nhiều thảm họa khắp nơi trên thế giới. Con người bất lực và cứ chết hàng ngàn. Biết không, Haiti đột nhiên mới bị... À, giờ tôi nhớ rồi, nhờ quý vị viết xuống một thông điệp nha. Xin gửi 30.000 Mỹ Kim tới Haiti. Dạ. Để trợ giúp các nạn nhân, đóng góp nhỏ của chúng ta. Dạ, sư phụ, hãy làm điều đó nha. Dạ. À, và xem coi có thể giúp thêm sau này hay không. Dạ. Nhưng người quốc tế, họ có nhiều tiền hơn. Tất cả chính phủ trên thế giới, họ có thể giúp nhiều hơn. Được rồi, thế thôi. Còn câu hỏi nào nữa không cưng? Dạ còn, thưa sư phụ. Sư phụ có nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ xử lý tình huống ở Afghanistan tốt hơn không? Tốt hơn, tôi tin vậy. Nhưng vì sao sư phụ luôn đứng về phía Tổng thống Trump ạ? Tôi không đứng về phía Tổng thống Trump, mà đứng về phía một người tốt. Nhưng quý vị phải biết, trong hệ thống vũ trụ, mọi thứ đều có một mục đích. Mỗi người đều có một nhiệm vụ. Ông Trump được giao phó để tạo hòa bình và để chăm sóc cho người Mỹ ngay bây giờ.
Con hiểu. Bởi vì người Mỹ đã từng tham chiến, giúp nhiều quốc gia, hoặc đã từng tham chiến nhiều lần rồi, và tất cả tiền thuế của họ đã bị lãng phí vào bao nhiêu chiến trường này. Và hệ thống của họ cũng đã bị hao mòn đi một chút. Người dân bị bỏ bê. Vì vậy, ông ấy có nhiệm vụ xây dựng lại nước Mỹ và chăm sóc người dân, sử dụng tiền thuế của dân cho những mục đích tốt hơn cho chính người dân. Tiền người dân cực nhọc kiếm được phải được dùng để làm đời sống của họ tốt hơn, thoải mái hơn. Thượng đế, thiên đàng không muốn thêm chiến tranh nào dính líu đến những người Mỹ trẻ tuổi, đẹp trai, mà phải đi đến quốc gia nào, một nơi xa lạ nào để chết ở đó. Bởi vì tâm họ thiện lành, người Mỹ họ rộng lượng và nhân hậu về từ thiện và nhiều thứ khác, nên ông Trump được chỉ định làm việc đó, được thiên đàng ủy nhiệm. Vì vậy, ông Trump có thể làm tốt hơn. Đó là nhiệm vụ của ông. Cho nên, cộng đồng quốc tế tôn trọng ông nhiều hơn so với Biden. Dạ, đúng vậy ạ. Do đó, nếu ông thương lượng với các đại diện cộng đồng quốc tế khác hoặc quốc gia khác, họ sẽ có thái độ và hành động hợp tác hơn với ông. Dạ, đồng ý ạ. Là như vậy đó, tôi không đứng về phía ai cả. Hơn nữa, nếu chọn đứng về phía nào, tôi sẽ đứng về phía hòa bình, nhân loại, lòng từ bi. Thế giới, nơi mà con người sống hòa hợp và hưởng những gì họ xứng đáng được. Từ công việc lao động khó nhọc của họ, như là người Mỹ. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Dạ hiểu thưa sư phụ. Nếu không phải Tổng thống Trump, thì tôi cũng sẽ đứng về phía bất kỳ tổng thống nào khác mà tạo hòa bình và chăm sóc cho người dân của họ. Nhà lãnh đạo quốc gia là để làm như thế. Chăm sóc cho người dân của mình và có mối quan hệ ngoại giao, thân thiện với các quốc gia khác trên khắp thế giới. Nhà lãnh đạo thật sự là như thế đó. Và ông Trump là như vậy. Trump là thế. Trump là cho điều đó. Cho nên tôi không đứng về phía ông ấy. Quý vị hiểu lầm rồi. Nhân tiện, tôi cho quý vị một thí dụ. Như có nhiều bác sĩ, có lẽ họ học cùng trường và làm công việc giống nhau. Nhưng có một bác sĩ mát tay. Ông ấy có thể chữa lành bất cứ ai. Và bác sĩ kia cùng lớp, cùng ngành học. Nhưng mà đụng ai cũng chết. Hoặc không thể bớt bệnh, không thể bình phục. Rất đơn giản như thế đó. Con hiểu rồi. Dạ đúng. Bởi vì mỗi người được giao phó để làm việc gì đó, nhưng nhiều người không nhận ra mục đích của họ trong đời. Thành ra họ lầm lỗi, thành ra họ làm sai, thành ra họ cướp lấy quyền lực để làm những công việc khác mà lẽ ra họ không nên làm. Có lẽ ông Biden làm phó tổng thống thì tốt, ông đã làm hai lần rồi. Đã đến lúc ông không nên đi lên một địa vị cao hơn nữa. Thấy không? Dạ đúng. Ông đã dùng hết tài năng hoặc mục tiêu của mình rồi. Dạ đúng. Ông Trump lẽ ra nên ở trong tòa bạch ốc. Điều này tốt hơn cho Hoa Kỳ và tốt hơn cho thế giới. Dạ hiểu. Tôi không theo phe nào cả. Nếu quý vị có thể thấy rõ, ông Biden không có hào quang của tổng thống. Ông không toát ra từ trường này như của một tổng thống. Ồ, dạ đúng. Đó là lý do người ta không tôn trọng ông lắm. Và ngay cả những người từng tôn trọng ông bây giờ cũng đang giảm đi. Đúng vậy ạ, chúng con có thể thấy. Ngay cả giới truyền thông trước kia ủng hộ ông, bây giờ hầu như chống lại ông. Dạ đúng. Chúng con hy vọng người tốt nhất được làm lãnh đạo. Tôi đang cố gắng rất nhiều để giúp đỡ chính phủ đương thời và ông Biden. Nhưng dù thế, lái một chiếc xe tốt thì vẫn khác so với lái một chiếc xe không tốt. Hoặc một chiếc xe bị hư, hoặc một chiếc xe mà không phải được chế tạo cho loại đường đó. Như một chiếc xe lái cả bốn bánh, quý vị có thể lái trên đường gồ ghề và trên đường đồi núi. Nhưng chiếc xe khác yếu hơn thì không thể. Dù cho người tài xế có giỏi đến đâu, một tài xế giỏi cũng cần một chiếc xe tốt.
Tôi rất tiếc cho người Mỹ. Tôi không hối hận khi nói sự thật. Mặc dù tôi xúc phạm một thế lực lớn, cuộc đời của tôi có ích gì nếu tôi không thể nói sự thật? Để có lẽ đánh thức ít nhất vài người, hoặc cho họ thấy thực tế, lý lẽ đằng sau tất cả những sự kiện trên thế giới này, được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu khi tôi vẫn còn sống. Tôi không muốn xen vào chính trị. Tôi không bao giờ thích chính trị, nhưng đây không phải về chính trị mà về nhân loại, về hòa bình trên thế giới, về sự đau khổ của con người và động vật khắp mọi nơi, hiểu không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Cảm ơn sư phụ luôn luôn cho thấy sự thật. Và con đường chân chính, tất cả chúng ta đều phải làm vậy, tất cả chúng ta phải nói sự thật, không gì khác. Nếu chúng ta theo đuổi chân lý bên trong, thì cũng cần phải biểu lộ sự thật ra bên ngoài. Dạ đúng, dạ. Nói được, phải làm được. Dạ phải. Sư phụ có lời khuyên nào cho các chính phủ trên thế giới không ? Nói chung, quý vị phải cai trị người dân bằng tấm lòng, với chủ ý quan tâm, cống hiến với tình thương chân thật cho quốc gia quý vị, cho người dân quý vị. Rồi thì người dân sẽ cảm nhận điều đó, dù đôi khi quý vị có thể mắc lỗi như mọi người khác, nhưng dân chúng sẽ cảm thấy rằng quý vị thật lòng quan tâm đến họ. Thì họ sẽ thứ lỗi cho quý vị và sau đó quý vị có thể bắt đầu lại hoặc sửa đổi lỗi lầm đó. Dạ đúng. Nhưng nếu, thí dụ, nếu quý vị cần hàng chục ngàn binh lính hoặc vệ binh quốc gia, hàng rào và dây thép gai xung quanh dinh tổng thống của mình ngay vào ngày đầu tiên rồi, thì quý vị không làm tốt công việc. Dạ, chắc chắn. Thì quý vị nên biết là người dân không ủng hộ, không đồng lòng, và quý vị phải nên thận trọng hơn trong cách xử lý những sự việc quốc nội và quốc tế. Dạ đúng. Đó là dấu hiệu cảnh báo tốt. Thay vì cố gắng đào một hố lớn hơn, chia rẽ tâm trí người dân trong cùng một nước, có thể quý vị đã làm lỗi, có thể quý vị đã được sắp đặt vào dinh tổng thống một cách bất hợp pháp, nhưng quý vị có thể thay đổi. Quý vị có thể thực sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc người dân, nhất là họ đã ở trong tình trạng quá quá nguy hiểm với đại dịch COVID-19 và cướp bóc, đốt phá và rất nhiều cuộc biểu tình hỗn loạn trên khắp đất nước rồi. Bởi vì nếu quý vị làm mọi việc thực sự với tình thương, người dân sẽ cảm nhận được. Họ sẽ ủng hộ quý vị và họ sẽ thứ lỗi cho quý vị và họ sẽ cố gắng làm việc với quý vị. Dạ, chắc chắn rồi. Nói một cách tổng quát. Dạ, sư phụ. Và nếu giả sử bằng cách nào đó, quý vị đang nắm quyền hoặc quý vị đoạt quyền nhờ may mắn hoặc bằng vũ lực hoặc do hoàn cảnh và người dân của quý vị ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi chế độ của quý vị, đó nghĩa là quý vị không làm tốt công việc. Đó nghĩa là quý vị không theo thiên ý và nguyên tắc của Thượng Đế. Xin hãy giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi với. Tôi cầu xin sự giúp đỡ. Taliban. Taliban đang đến bắt tôi. Taliban đang đến. Tra tấn và bạo hành công khai đối với phụ nữ trở thành dấu hiệu của Taliban và truyền thông xã hội đã phơi bày điều đó. Video mờ cho thấy người phụ nữ Najiba đang chờ đợi số phận của mình. Ngay trước khi bị xử tử, cô ngoái lại nhìn về hướng người quay phim. Người cuối cùng cô còn thấy được. Đối với phụ nữ,
trở thành dấu hiệu của Taliban, và truyền thông xã hội đã phơi bày điều đó. Chúng tôi có thể thấy đời mình lụi tàn, có thể thấy ước mơ của chúng tôi tiêu tan. Nếu chúng tôi ở lại đây, tôi có thể nói rằng tôi thà chết còn hơn là làm nô lệ tình dục cho Taliban. Nếu họ ép chúng tôi làm vợ họ, thì cũng chỉ là nô lệ tình dục cho Taliban. Thế thôi, tôi thà chết còn hơn. Người phụ nữ mà chúng tôi từng nói chuyện trong quốc gia này bây giờ quá sợ hãi để nói trước camera. Những người đủ can đảm để bước ra khỏi nhà thì mặc burqa. Nhiều báo cáo về phụ nữ đã biến mất khỏi đời sống xã hội. Phụ nữ ở đây dường như phần lớn đã biến mất rồi. Tại sao anh nghĩ hiện tại bán được nhiều burqa hơn? Bởi vì Taliban đã tiếp quản và tất cả phụ nữ đều sợ hãi, anh ta trả lời. Thành ra tất cả họ đều đến mua burqa. Nếu cô ấy không mặc áo khoác ngoài abaya hoặc cô ấy đi giày cao gót thì sẽ bị đánh 40 roi tiêu chuẩn. Họ vừa bảo tôi hãy đứng sang một bên vì tôi là phụ nữ. Taliban đã trở lại với lề lối cũ. Tôi sẽ bắt đầu bằng lá thư này. Lá thư có đóng dấu của Taliban. Lá thư nói gì? Các bậc phụ huynh nên tặng con gái của họ làm vợ cho các chiến binh Taliban. Họ muốn thưởng những kẻ khủng bố bằng các cô vợ, kiểu như phụ nữ là một loại đồ vật nào đó để trao làm quà. Các báo cáo cho biết lá thư này được gửi từ Ủy ban Văn hóa Taliban yêu cầu các lãnh tụ Hồi giáo trong các khu vực bị chiếm đóng chuẩn bị một danh sách ghi tên phụ nữ trong cộng đồng của họ, những cô gái trên 15 tuổi và quả phụ dưới 45 tuổi. Lá thư nói các phụ nữ này sẽ kết hôn với các thành viên của Taliban. Họ sẽ bị đưa tới Waziristan thuộc Pakistan. Nơi đây họ sẽ bị cải đạo sang đạo Hồi và tái nhập vào xã hội. Họ muốn áp đặt luật Sharia ở Afghanistan một cách cực đoan. Thực ra họ đã làm điều đó rồi, áp dụng các quy luật cũ tại một số quận. Phụ nữ không được phép ra ngoài một mình. Taliban nói phụ nữ phải được một người nam đi kèm, họ đang bị cấm đi học. Taliban rõ ràng chưa phát triển. Các chiến binh Taliban dùng vũ lực dí súng đuổi tôi đi. Họ đã giết các con trai của tôi và cưỡng bức kết hôn các con dâu của tôi. Họ dùng vũ lực bắt đi 3-4 cô gái từ mỗi nhà để kết hôn với họ. Chúng tôi phải rời khỏi đây. Tôi rất sợ hãi. Bất cứ khi nào tôi ra khỏi nhà mình, tôi sợ hãi. Vì chúng tôi không biết liệu có sống sót để trở về hay không. Tôi sẽ mất tất cả mọi thứ mà cha tôi và cả gia đình tôi đã làm việc để có được, mọi cô gái đã làm việc để có được trong 20 năm qua. Đây có nghĩa là mất nhà cửa, mất ước mơ, mục tiêu, hoài bão, danh tính là người Afghanistan, mất hết tất cả. Bây giờ tôi cảm thấy yếu đuối, cảm thấy muốn khóc ngay lúc này. Tôi có thể bị sát hại ngày mai. Tôi có lẽ không thể ra ngoài được nữa. Tôi có lẽ không thể di chuyển được nữa. Tôi có lẽ không thể làm việc hoặc học tập được nữa. Cô có nghĩ rằng có một cuộc khai chiến đối với phụ nữ trong thế giới Ả Rập? Chắc chắn rồi, Mehdi. Ý tôi là khi những cô gái 12 tuổi hấp hối lúc sinh con ở Yemen, khi 91% các cô gái và phụ nữ Ai Cập bị cắt âm vật. Khi các cô gái 16 tuổi ở Morocco bị ép buộc kết hôn với những kẻ hiếp dâm họ để những kẻ hiếp dâm đó có thể thoát khỏi bị kết tội. Điều đó cũng khác gì cuộc chiến đâu. Và nếu đồng bào của quý vị sợ hãi chính phủ, sợ hãi sự lãnh đạo của quý vị, thay vì ca ngợi hoặc ít ra chấp nhận âm thầm hoặc công khai, thì quý vị không làm tốt công việc. Và con đồng ý, nói chung như thế đó. Và điều đó hợp lý ạ. Phải hợp lý, và nó là lẽ thường. Phải lẽ thường và tình thương và sự cống hiến chân thành cho công việc của quý vị, cho người dân mà quý vị hứa nhân danh Thượng Đế để bảo vệ, để phục vụ và chăm sóc họ. Hiểu ý tôi không? Dạ hiểu. Cho nên dù quý vị thuộc tôn giáo nào, dù quý vị theo lý tưởng nào đi chăng nữa, nếu quý vị muốn nắm giữ quyền lực và cai trị đất nước, thì quý vị phải chắc chắn rằng người dân biết được thiện ý chân thật của quý vị. Đừng khiến người dân sợ hãi quý vị, chạy trốn quý vị, chạy trốn quý vị bằng mọi giá, bằng mạng sống của họ và đủ mọi thứ, thì quý vị nên xấu hổ. Đó là những gì tôi nói. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ, quý vị nên xấu hổ nếu công dân của quý vị xa lánh quý vị. Và nếu quý vị có thể ép buộc họ ở lại hoặc dùng biện pháp tàn bạo để đánh đập họ, buộc họ ở lại hoặc áp chế họ phải chấp nhận
chính sách, chế độ của quý vị, thì quý vị không làm tốt công việc. Vậy thì Thượng Đế sẽ xử lý, Thượng Đế sẽ không để điều đó tiếp tục dài lâu đâu. Dạ đúng, chắc chắn ạ. Đó là ý kiến chung của tôi, cho bất cứ chính phủ nào, rằng họ có thể đo lường sức thuyết phục của họ. Liệu họ có chinh phục được lòng dân hay không? Nếu không, thì cho dù quý vị có ngồi ở đó bao lâu, dù có địa vị lớn lao thế nào, là tổng thống, hoặc nhà lãnh đạo quốc gia, hoặc thủ tướng, bất cứ gì, thì kết cục cũng sẽ không tốt đẹp. Dạ đúng vậy. Thế thôi, rất đơn giản. Cai trị bằng tấm lòng, bằng tình thương, bằng sự quan tâm, bằng lòng từ bi thật sự đối với người dân của quý vị. Rồi thì cộng đồng quốc tế cũng sẽ tôn trọng quý vị, ủng hộ quý vị, và tất cả sẽ hạnh phúc và có hòa bình. Dạ đúng vậy ạ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều cho lời khuyên này. Không có chi cưng. Đây là thiện ý của tôi. Nếu có ai đó lắng nghe, họ phải nên lắng nghe, tha thứ phe đối lập, kẻ thù cứu vị và chăm sóc thương yêu, thành thật cống hiến cuộc đời, tấm lòng, tâm trí của vị cho người dân. Đó là cách của vị sẽ chinh phục quốc gia, không phải bằng súng ống, không phải bằng sức mạnh, không phải bằng sự áp bức và chiến thuật gây sợ hãi. Nhất định là không, dạ. Đúng, cảm ơn cưng. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Được rồi nhé, chúc quý vị an lành, chúc tất cả quý vị an lành. Cảm ơn sư phụ, kính chúc sư phụ khỏe mạnh và bình an, chúc tất cả quý vị khỏe mạnh.